Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình trạng xe cơ giới xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định tại các cơ sở đăng kiểm ở một số địa phương trên cả nước gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Riêng tại Đà Nẵng, nhờ dự báo tốt tình hình, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố đã huy động nhiều nguồn lực tập trung xử lý các xe đến đăng kiểm trong ngày nên không có cảnh xếp hàng dài từ ngoài cổng. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Ông Nguyễn Đức Hoàng, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, điều khiển xe ô tô Isuzu 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003, có hạn kiểm định 6 tháng một lần, đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, cơ sở Hòa Minh từ 8 giờ 30 phút. Sau khi mua vé, được nhân viên hướng dẫn, xếp hàng chờ đến lượt. Đến 10 giờ cùng ngày, xe ô tô của ông hoàn thành các giai đoạn kiểm tra đánh giá và được cấp chứng nhận đủ điều kiện lưu hành trên toàn quốc. Tôi vào đây lúc nó là 8 rưỡi. Sau khi mà mua vé xong thì phải nối đuôi nhau, tại vì cái lượng xe là mình không thể chen được. Mình mua vé để mua trước thì đi trước, mua sau đi sau, theo thứ tự do bảo vệ sắp xếp. Đợt này thì anh em đăng kiểm viên làm rất kỹ, mà chính cái kỹ đó là lợi cho chúng tôi, là vì nó an toàn tuyệt đối cho ở ngoài đường, cho các phương tiện. Cũng nằm trong diện phải kiểm tra định kỳ thường xuyên 6 tháng một lần. Nhiều lái xe các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng vào Đà Nẵng đăng ký kiểm định, nên lượng xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm thành phố tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cái công tác kiểm định thì vẫn bình thường như mọi ngày. Đấy, kiểm định viên vẫn nhiệt tình và làm đúng quy trình. Thì các anh ấy sắp xếp thì xe đến trước thì sẽ vào kiểm định trước, xe sau thì chấp nhận phải kiểm định sau. Mặc dù hơi đông nhưng mà có lẽ sáng nay là đăng kiểm cũng giải quyết hết trong buổi sáng thôi. Đấy, vì sáng nay thì rất nhiều, nhưng bây giờ anh thấy là quá 10 rưỡi thì lượng xe hết cũng độ 70% rồi. Thế nói chung là tình hình thì tôi thấy không có gì khác thường cả, vẫn ổn. Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng phương tiện đến kiểm định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tuy có tăng cao, nhưng vẫn chưa vượt quá năng suất dây chuyền của hai cơ sở đăng kiểm thành phố. Để giải quyết số lượng phương tiện đến đăng kiểm, trung tâm đã vận động cán bộ, công nhân viên chức làm việc tăng ca, kể cả ngày thứ Bảy, với quyết tâm không để tồn đọng xe trong ngày. Đơn vị đăng kiểm của chúng tôi là có hai cơ sở, ở Hòa Châu là 3 dây chuyền, ở Hòa Minh là 3 dây chuyền. Như mỗi dây chuyền của chúng tôi công suất là 70 xe, như vậy là mỗi cơ sở là 210 xe. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng có bắt đầu tăng lên, thì là bắt một ngày thì chúng tôi kiểm định tới 120 xe mỗi cơ sở, như vậy chúng tôi cũng vẫn chưa hết công suất. Nhưng mà đơn vị chúng tôi cũng là đơn vị của doanh nghiệp không ít, cho nên luôn luôn quán triệt viên chức và người lao động coi như là đảm bảo ngày công 100%, và thậm chí là nếu mà làm thêm giờ vào buổi tối cũng phải làm. Cái thứ hai nữa là trong ngày thứ Bảy phải tăng cường thêm ngày thứ Bảy, thậm chí cả buổi chiều nếu mà còn xe. Cũng theo ông Quảng, quý 1 năm nay, số phương tiện đến kiểm định tuy có tăng, nhưng tỷ lệ xe không đạt yêu cầu khi kiểm định lần thứ nhất từ 25% cho đến 35%. Để các xe được kiểm định nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên và khách hàng, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng khuyến cáo các chủ xe và người điều khiển phương tiện nên quan tâm tái đầu tư giữa hai kỳ kiểm định, thường xuyên duy tu bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định, tránh sửa chữa đối phó làm ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi của lái xe và năng suất kiểm định của đơn vị đăng kiểm.